Ok, là tôi xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê câu cá từ mương Tổ quốc. Hôm nay tôi tục lên cho anh em một clip gồm 9 cây cần câu. Trong đó có 5 cây đầu và cây hen chi nha anh em, 5 cây. Và phần còn lại là hàng đánh bạo lực nha anh em. Rồi, để em vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước thanh toán, nếu hàng lỗi hoặc không giống clip thì em sẽ nhận lại. Rồi, cảm ơn anh em. Ok, để em vô cây thứ nhất cho mọi người. Cây thứ nhất là một cây Ryobi carbon nha anh em, carbon sáng chỉ chìm. Cây này độ mới rất là mới nha anh em, tầm khoảng 90-95%, khá ok. Sáng chìm nha anh em. Cây này là 2,05 m, carbon sáng chìm. Đây, cái này vĩnh keo thôi nha. Cần nói chung là ngoại hình khá là mới. Đọt hay chi là 100% là đọt tháp hết nha anh em. Phen là phen Fuji. Phen là phen Fuji nha. Bát là bát Fuji. Cái này cái Ryobi hàng sản xuất tại Korea. Đây. Mã code của nó đây. Cây này độ cứng nó rơi vào tầm khoảng 20 20 30 nha anh em. Rất là dịu nha. Đọt nó đây, đó. Đọt hình chữ C á. Cái này thì nặng 170 g. Dài 2,05 m. Đọt 2 ly 1, 21, giá 750k nha anh em. Cây số 1 giá 750k, độ cứng tầm 20 nha. Càng khá đẹp nha. Tiếp theo sẽ là cây số 2. Cây số 2 sẽ là một cây đai hoa Việt Nam, hàng full hộp nha. Để em đọc thông số hộp trước. Cây này dài 1,8 m, độ cứng 15, hai khúc, nặng 115 g, đọt 1 ly 1, đọt gốc là 22,1 ly, độ cứng rơi tầm khoảng 10-20, cần rất là nhẹ anh em, hàng đời cao, hàng đại qua Việt Nam sản xuất. Đó, đây đại qua Việt Nam, hàng này xuất Nhật nha anh em. Cây hộp này thì full sắt, full vỏ, full sắt. Rồi, để em sơ lược qua cây cần, còn mấy đầu bao của tay qua luôn. Chung thì cây này xuất nội địa Nhật thì chất lượng khỏi bàn. Hàng đại qua thân thì nó sẽ sơn kim tuyến nha anh em, kim tuyến rất là đẹp, nhất là anh em đi ra nắng đánh chùm luôn á. Bát là bát Fuji được cao, chặt bỏ sẵn nha. Đây thằng thằng sơn cầm tiếng đẹp tin đẹp. Cái này thì rơi vào tầm khoảng 95% nha, full hộp sách túi luôn, rất đẹp nha anh em. Đây tem sức nội địa Nhật nha, Made in Việt Nam. Rồi, cây này thì để lại với em với giá là đã mất tiêu. Cây này cây số 2 nha anh em, giá 1 triệu nha. Hàng rất mới nha. Đây qua Việt Nam, full hộp, full sách, phụ kiện đầy đủ. Tiếp theo sẽ là cây số 3. Cây số 3 là một cây hàng của Luvin. Hàng này hàng của Korea nha anh em. Tem sức nội địa Nhật đầy đủ. Cây này vẫn là một cây carbon sáng chìm. Rất là đẹp nha anh em.
sáng chìm, các quang đỏ xuống chìm. Đọt sẽ là đọt thấp, cây này hai đọt, một đọt cứng 15, một đọt cứng 8 tới 15, một đọt từ 15 đến 20. Đây, khá dẻo nha anh em. Cái này đánh cảm giác là bao phê. Đây, hai đọt nó khá ok nha. Bát là bát Fuji, fan là fan Fuji luôn. Cái này thì full hợp, hợp nó đây 1.8, độ cứng 8, 15 20, hai đọt nguyên zin. Soi kỹ qua cho anh em xem. Carbon khỏi bàn. Cây này ra nắng đánh là chiếu chiếu luôn á. Cây này thì để quên anh với giá là 850k nha. Cây số 3 850k. Cây Henchy. Phen dần phen này nó làm dần phen cao cho anh em ra dây cho nó nhanh nha. 850k cây số 3. Tiếp theo sẽ là cây số 4. Cây số 4 vẫn là còn full hợp, hai đọt. Cây số 4 là một cây Alpha Taco, hàng sản xuất tại Korea, xuất nội địa Nhật. Cây này gồm hai đọt, một đọt cứng 10 và đọt cứng 20, dài 1.8. Đây, 1.8, hai đọt, một đọt cứng, một đọt 1.1, một đọt 1.3. Nặng là 125g, rất là nhẹ nha anh em. Phun hợp. Đây, cần đây vẫn là một cây cần carbon nha anh em, carbon sáng quăng. Phen là phen bát, là bát Fuji, phen Fuji. Đó, carbon sáng quăng nha. Đọt là đọt thấp. Sáng quăng chìm nha anh em. Cái này thì đặc biệt nó sẽ làm dần phen đề ba là phen cao, phen bự cho anh em ra dây nó dễ. Anh em có thể lấy cái này đi lua cũng được, ok. Lua đánh cảm giác ok. Đây, đọt nó đây, đọt nó cong thế này thì đánh cảm giác bao phê nha. Đọt này thì hơi cứng một tí, đọt này cứng 20, một này cứng 10. Hàng thì rất mới nha anh em, ngoại hình khá ok, không lỗi nha. Hàng bán thì em cho anh em kiểm tra hàng trước thanh toán, nếu hàng lỗi mà không giống clip em quay á, thì anh em có thể trả về cho em. Cây này em để với anh em với giá là 950k nha. Cây số 4, dàn phen này là dàn phen cao, ra dây rất là nhanh nha anh em. Đọt bao phê, cây hai đọt, cây số 4, 950k. Tiếp theo sẽ là cây số 5. Cây số 5 là một cây hàng của NFT. Hàng này thương hiệu nội địa Nhật rồi, khỏi chơi. Cây này gồm hai đọt, một đọt cứng 15, một đọt cứng 30. Hàng thì vẫn là một hàng carbon sáng chìm. Cán được phủ dây nha anh em, phủ nhợ. Hàng còn rất là mới, cây này là được lau chùi sạch sẽ rồi. Phen là phen Fuji xít dạ quang. Càng rất là mới nha anh em, hàng NFT. Hai đọt, độ cứng rất là chuẩn nha, độ cứng 30, chia cho anh em cái lớn tí, một độ cứng 15, anh em cảm giác nó đánh tùy theo địa hình. Nước chảy xiết á, thì anh em đánh 30, nước chảy vừa vừa thì anh em đánh 15, rất là mới.
Hàng thì nguyên zin nguyên kiện, không độ cháy. Hàng độ cháy thì em báo độ cháy. Rồi em đọc thông số. Nẹp tay nha anh em, nội địa Nhật. Đây, cán nó quấn rất là đẹp nha. Cái này thì nặng 180g. Đọt 1 ly chính thì có độ cứng tầm 30-40. Đọt 1 đến 3 độ cứng tầm 15-20. Giá là 1,1 triệu. Cái số 5 giá 1,1 triệu. Rất là mới nha anh em. Phen là phen Fuji nha, phen Fuji xít dạ quang. Một dòng Hanchi. Đây, đọt nữa đây. Đọt này tầm 15. Đọt này 30, cứng hơn tí, đó. Tùy theo anh em đánh địa hình. Rồi, giá 1,1 triệu nha anh em. Cây số 5. Tiếp theo sẽ là cây số 6. Cây số 6 là một cây Olympic. Hàng này chỉ cho đánh đăng xây, câu cha. Cây này thì vẫn là cây carbon sắn chìm nha anh em. Cây này cứng 50, dài 3m6. Hàng Olympic, hàng nội địa Nhật. Hàng Olympic thương hiệu nội địa Nhật nha anh em. Hàng nguyên zin, không lỗi. Cái này thì bát sẽ là bát Fuji, phen Fuji luôn nha anh em. Đây, phen Fuji 20, bát Fuji. Cái này thì nặng là 360g, đọt là 21, cứng 50, giá 1 triệu. Cái này chiên cho anh em đánh lăn xe rồi. Đọt khá dịu nha, bao dịu luôn á, thấy không? Anh đánh lăn xe, đánh cha, đánh chép, đánh chòi ok hết. Đánh trên bề kè, đứng bề kè quan cũng ok. Cái này đánh đa thể loại luôn á, dài 3m6, cứng 50. Đánh cảm giác cũng rất là ok, tem nội địa nha. Rồi, giá 1 triệu, cây số 6. Tiếp theo sẽ là cây số 7. Một cây cần hệ của đây qua. Một cây đây qua Holy Lock. Một cây thương hiệu nội địa nha anh em. Đây qua thương hiệu. Sử dụng vàng phen là vàng phen Fuji biển nha anh em. Phen cầu. Carbon sắn ít hai da. Bu là bu Fuji chống sắn, bu Fuji biển nha. Đó, phen nó đây xịn sò. Cây này có chiều dài là 1m, chiều dài là 2m1, 2m4. À, cứng 120. 2m4 cứng 120. Bát là bát Fuji. Xem bên nha anh em, đó. Đóng chữ nổi luôn nha. Đây. Đọt nó đây, khá cứng nha. Cây này chuyên cho đánh đáy, đánh sông, đánh bè, đánh biển. Đánh trên tàu. Độ cứng rất là chuẩn nha. Độ cứng 120, 2m4. Anh em câu trên tàu là cầm cái này thi chuyển rất là dễ. Nó không quá ngắn cũng không quá dài. Chuyên cho anh em đi câu trên tàu, trên ghe, trên bè. Anh em câu trên tàu, trên ghe, trên bè mà càng dài quá thì chuyển đi qua đi lại nó rất là khó. Cái này thì nặng là 420g, đọt là 3,4 ly, giá 1,4 triệu. Cây số 6, 1,4 triệu. Hàng đã qua hệ nha anh em, càng còn rất mới. Cây số 7 giá 1,4 triệu. Tiếp theo sẽ là cây số 8. Vẫn là một cây đai qua Holy Lock, hàng đai qua hệ. Vẫn là một phen Fuji biển, Fuji cầu nha anh em.
bát là bát Fuji, càng còn khá ok nha anh em. Cây này cứng trăm gử, dài 2m7, cây chuyên cho anh em săn hàng, cứng trăm gử, cái phôi cứng trăm gử là chuyên cho anh em săn hàng này. Bù nữa đây, bù Fuji chống sắn nha. Dạng phen này thì anh em đánh tầm khoảng 10 năm nữa không ảnh hưởng gì tới nó hết. Cái này cứng 150, dài 2m7, nặng là 460 g, đọt là 3 ly 5, giá là 1,8 triệu. Khá cứng nha anh em, đè không xuống luôn á. Nè, nắm cái đọt để nè, đánh băng em cầm đầu đọt nè, rất là cứng. Anh em đánh cha, đánh hồn dịch vụ, đánh giải, lấy cây này đánh ok cẩu luôn á, bao nại luôn. Rồi, giá 1,8 triệu nha anh em, cây số 8, giá 1,8 triệu. Tiếp theo sẽ là cây cuối cùng, một cây hàng vẫn là hàng đa hoa hệ, đa hoa Scott Carbon. Cây này dài 2m7, hai đọt, cứng 50 và cứng 80. Đọt cứng 50 có là 1 ly 7, đọt cứng 80 là 2 ly, đọt gốc là 19,4 ly. Phun hợp túi nha anh em. Cái này thì còn rất là mới, đó là carbon 2 da nha anh em. Rất đẹp, mới tin luôn á. Thông số cái này khá là chuẩn, một đọt 50 và một đọt 80. Với một đọt 80 2m7 là thông số bao chuẩn này, rất là chuẩn đây, đọt 50. Đó, anh em đánh lăn xe đánh cảm giác cái đọt này. Chỗ nước chảy một tí thì anh em muốn đánh đọt cứng thì đánh đọt 80, đọt này. Hai đọt cho anh em, đọt này đọt thấp. Rất là mới. Hàng đây qua hệ carbon 2 da. Rồi. Giá công khai cây luôn nha anh em, giá công khai là 1,9 triệu, cây số 9. Đó, tổng cộng 9 cái cây em đã cho anh em hôm nay. Nếu anh em cần nào có thể liên hệ với em, số điện thoại em để trên góc này. Anh em bạn mua hàng của em thì anh em có thể kiểm tra hàng trước thanh toán, nếu hàng lỗi hoặc không giống clip em quay anh em có thể trả về cho em. Rồi, cảm ơn anh em.